Truy Hồn Ký tập 49. Biểu muội, là ta. Biểu ca, vào đi. Biểu ca, bội chưa phát hiện một chuyện. Chuyện gì? Biểu ca quên xem nè. Trên sách nói Lệ Thủy Hồng Nhan trừ mật thuật truyền còn có nhiếp hồn thuật rất kỳ lạ. Nhiếp hồn thuật tức là độc hồng nhan trong cơ thể có thể tự trao đổi. Bây giờ lời nguyền trên người Diễm Diễm vẫn chưa được giải. Cũng tức là nếu Diệp Khuynh Thiên nắm được bí thuật, cô ta có thể quán đổi thành Diễm Diễm. Ý của muội là Khuynh Thiên, chị Lầu Quy có thể sẽ dùng bí thuật này. Hơn nữa, sau khi trao đổi thân xác thì nội trong 7 ngày phải trao đổi lại. Nếu không, linh hồn sẽ giữ yên trong thân xác mãi mãi. Huynh hãy nói. Huynh yêu muội đi. Ta yêu muội. Ta chỉ yêu muội. Cô không phải là Nhiễm Nhiễm. Đúng, ta không phải là cô ấy. Tại sao lại quán đổi thân thể? Nhật Tuyên, Ta biết Quỳnh yêu cô ấy. Nhưng không sao, ta có thể trở thành cô ấy cả đời. Chỉ cần ở bên cạnh Quynh là nguyệt ảnh của Quynh. Nhật Tuyên, ta có thể mà, ta có thể thật mà. Không thể. Không ra tay nổi đúng không? Thứ ta không có được, người khác cũng đừng hòng. Cho dù chết đi thì ta cũng không muốn nhìn hai người ở bên nhau. Diệp Khuynh Thiên ta, cho dù không thoát được số phận của Lệ Thủy Hồng Nhan, ta cũng sẽ dẫn cô ta đi. Cả hai sẽ cùng chết chung. Cô dám không? Huynh quên rồi sao? Tiêu Mộc Trần đã đuổi theo ta. Qua đêm nay Huynh đoán hắn có giết cô ta không? Ta đã phát hiện ra cô rồi.
thì Tiêu Mộc Trần cũng có thể. Người quả nhiên không phải là Nhiễm Nhiễm. Đừng làm tổn thương thân thể của Nguyệt Ảnh. Biểu ca, biểu ca huynh có sao không? Biểu ca, người trả sư muội lại cho ta. Diệp Khuynh Thiên, đừng chấp bê bất ngộ nữa, mau khoanh tay chịu trói đi, may mắn còn cơ may sống sót. Các người bảo vệ cô ta như vậy, yêu thương cô ta, có thể vì cô ta làm bất cứ chuyện gì. Tại sao? Người sắp đặt điệu hổ ly sơn, nhưng cũng không thể trở thành muội ấy được đâu. Nhật Tuyên, nói cho ta biết, tại sao cứ phải là cô ấy? Tại sao cho dù ta biến thành cô ta, huynh cũng chỉ muốn cô ta? Tại sao chứ? Vì mãi mãi cô không phải là cô ấy. Cho dù ta mất tất cả, nhưng ta vẫn còn thân xác này. Các người có thể làm gì ta? Hôm nay ta sẽ bắt sống cô. Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm, Sơn Dương, Giao Băng, yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Nơi này sắp biến mất, còn ta cũng sắp biến mất rồi. Nguyệt Ảnh, muội ở đâu? Nếu Quỳnh ấy có thể tìm ta một lần, có lẽ ta sẽ không như vậy. Bà hối hận sao? Hối hận là người ấy đã phụ lòng ta, không đúng sao? Vậy tại sao phải hối hận, đúng không? Ta chỉ muốn lấy thứ mà ta nên có thôi. Ta nói sai sao? Nguyệt Ảnh, người kiên trì đến bây giờ,
không giết một ai. Còn có rất nhiều người bằng lòng vì ngươi nhảy vào nước sôi biển lửa. Nguyệt Ánh, ta rất hạnh phúc. Ta có rất nhiều người, cha mẹ, ca ca, tất cả những người thân, là họ đã dạy ta biết yêu thương và được yêu thương. Quả nhiên tất cả là số mạng. Có lẽ là ý trời. Nguyệt Ảnh. Nguyệt Ảnh, Nhật Tuyên. Nguyệt Ảnh, cuối cùng ta tìm được muội rồi. Tất cả cuối cùng đã kết thúc rồi. Chúng ta đi thôi. Nguyệt Ảnh, là muội phải không? Là muội đây, Nhật Tuyên, chính là muội. Độc hồng nhan trong người Diễm Diễm cần phải tiếp tục mới ổn định được. Hơn nữa tạm thời không thể động sân, động tham, động chấp. Nếu không, độc hồng nhan đó sẽ ảnh hưởng đến muội rất nhiều. Tỷ tỷ, tỷ nhất định phải tỉnh lại. Chờ tỷ tỉnh lại rồi, muội sẽ đưa tỷ về nhà. Sau này mỗi ngày muội sẽ làm bánh bao cho tỷ ăn, đều giặt y phục cho tỷ, nói chuyện với tỷ. Tỷ nhất định phải tỉnh lại. Nhất định phải tỉnh lại, tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Giao băng, buông ra. Ta không buông. Muội nói huynh buông ra. Huynh không buông. Huynh buông tay ra đi. Ta không cho muội đi. Tại sao? Ta muốn cưới muội. Muội phải về núi Thái Ức. Giao băng. Đổ giao băng. Ta nợ muội. Nguyệt Ảnh, ta đã chuẩn bị hôn sự. Muội ngoan ngoãn ở nhà đợi ta, không được đi đâu hết.
Nhưng mà mấy ngày này muội sẽ không được gặp huynh sao? Chúng ta còn cả đời mà. Tỷ tỷ, hôm nay chúng ta ăn bánh bắp nha. Ăn xong rồi, chúng ta sẽ ra ngoài đi dạo. Cũng giống như trước kia. Tiện thể muội đưa tỷ đến thăm cha mẹ. Có được không? Cô bị thương rồi, đương nhiên ta phải ở lại chăm sóc cho cô chứ. Thật chứ, cô không đi sao? Chờ cô khỏe lại rồi, lúc đó ta sẽ đi. Được rồi. Thức ca, Ngũ ca, ngày nào cũng đứng đây đợi sư tỷ cũng không phải là cách đâu. Huynh nghe muội nói, tỷ ấy về núi Thái Ức chăm sóc tỷ tỷ đến lúc tỷ ấy khỏe lại. Nếu huynh nhớ tỷ ấy, sao không đi tìm tỷ ấy đi? Sự việc đã được giải quyết rồi, nhưng ta và muội e là không có duyên phận. Phụ thân, Lãng Nhi, tiếp chỉ. Đây, mẹ. Diễm Diễm, mẹ có chuyện muốn nói với con. Mẹ, sức khỏe mẹ không tốt, có gì gọi con đến phòng cũng được. Cha, mẹ, có phải cha mẹ tính sắp xếp hôn sự cho muội muội không? Các người làm gì ở đây vậy? Có phải lại sắp xếp hôn sự cho muội muội nữa không? Thánh chỉ đến Tô Lưu Sơ Vương tiếp chỉ, thần tiếp chỉ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chuyện Lệ Thủy Hồng Nhan cuối cùng cũng sáng tỏ. Trẫm đã khiến Diễm Diễm chịu nhiều oan ức, nay làm chủ cho Diễm Diễm, lệnh cho Diễm Diễm và Tần Lãng chọn ngày thành thân. Còn có Lương Thiên và Lầu Gia Bảo thành một đôi, không được chậm trễ. Khâm thử, tạ chủ long ân. Muội muội, muội muội, muội muội. Mẹ, bây giờ chúng ta mau vào cung đi tìm hoàng đế cựu cựu nó cho rõ ràng. Muội muội tuyệt đối không thể gả cho Tần Lãng được. Muội muội còn tưởng ta không biết sao?
Thank you.